Audio xin kính chào toàn thể anh chị em. Thì hôm nay em bắt đầu đăng thêm video ở cái kênh mới nữa. Em đồng thời sử dụng hai kênh YouTube này nhé. Em sử dụng cả hai kênh YouTube này. Thế là anh em nào mà hay theo dõi ấy, thì đăng ký giúp em cả hai kênh nhé, để tiện cập nhật những cái mặt hàng mà bên em mới về. Đây thì hôm nay em giới thiệu được cái bác 15 cái bộ mic BBS, mã là S320. Bên kia người ta trẻ K900, nhưng mà thực chất là nó là S320 nhé. Dòng này là dòng vì tím và không có tự ngắt. Nhớ cái dòng này là dòng côn neo, tiếng rất là hay. Cái bộ này, những cái bộ mà bình thường mà đẹp đẹp thì chắc chắn là giá nó sẽ tầm trên 2 triệu. Đấy. Đây 15 bộ này em đã test sống zin nguyên bản tất cả, sống côn zin nguyên bản hết, và tất cả các côn tiếng đều còn ok hết nhé, không cái nào bị lệch cả, không cái nào bị méo tiếng cả. Đấy, toàn bộ rất là đều. Tay thì đánh sang màu inox rồi. Đấy, tay mic đánh sang màu inox. Và cái này em bao cho anh em mà dùng thoải mái, không bị thâm màu, không bị xỉ màu nhé. Đấy, đấy là bao cho anh em thoải mái luôn. Vì đây là cái video đầu tiên của cái kênh mới của em, thế là em sẽ để cho anh em một cái mức giá cực kỳ ưu đãi. Đấy là 1.800.000 bao ship toàn quốc và tặng đầy đủ dây rắc chống lăn cho anh em chơi. Và cái mic này em bao hay cho anh em nhé. Đấy, ruột gan em bao zin bao hay cho anh em. Bao zin bao hay. Những cái này côn như này hát gia đình thì rất là ok. Cái mã này hát gia đình rất là hay. Tất cả các cái kính này đấy, đều còn nguyên, không cái nào bị nứt nước gì cả, nói chung là mic rất đều. 1.800.000 thì anh em sẽ được đầy đủ đấy, cả chống lăn dưới và chống lăn bên trên, thì loại này nhé, chống lăn dưới chống lăn trên. Đấy, cái chụp nguyên bản của nó đây, chụp nguyên bản của nó cũng là chụp inox, chụp nguyên bản nó đây. Đấy. Có anh em nào mà thích ấy, thì có thể mua thêm một cái đôi chụp inox đấy dự phòng. Đấy, chụp inox, chụp này là của chụp của Bayer nhé. Chụp Bayer nó chụp vừa với cái mã của cái đời S320 này. Thay cái chụp vào, thay chụp Bayer vào nhìn cũng khá là đẹp. Đấy, và chụp Bayer thì là mới tinh rồi, thế là hát chắc chắn là sẽ đảm bảo vệ sinh. Còn cái chụp này của nó thì hôm nay em cũng tháo ra, em giặt rũ vệ sinh hết. Đây. Đấy, em đã tháo hết, em lột hết cả bông bên trong ra, em vệ sinh sạch sẽ để phục vụ các bác. Tí nữa em sẽ vào cái kênh chính của em kia, em hát một bài video, em sẽ hát một bài để test thử chất âm này của nó. Đấy, hình thức rất là ok. Anh em mà không thích cái màu này thì về chỉ cần 20.000 dán đề can vào là nó thành một cái bộ mic ưng ý, đúng ý của anh em. Đấy, dòng này khá là tiết kiệm pin nhé, vì là dòng mic đuôi chuột, thế là về lấy pin là nó gãy hết rồi, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì nhé. Anh em lắp pin bình thường vào không việc gì cả. Đấy, những cái này mà còn lấy pin, lắp pin sạc vào phải bẻ đi mới mở ra được chứ. Đấy, rất là đều và đẹp. 1.800.000 mà anh em có thể chơi được cái mã BBS S320 này. Thì nói chung là cũng ít khi gặp được cái giá đẹp như này, với cái hàng mà đẹp và zin như này. Đấy, rất là đẹp. Tí nữa các bác có thể sang cái kênh mới để xem, được nghe tham khảo chất âm của nó nhé. Cái kênh này thì em sẽ không hát trên kênh này, tại vì em muốn tạo ra một cái kênh không có tiếng nhạc bao giờ, để đỡ bị dính bản quyền. Lên 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7. Tiếng rất ok. Gia đình và cả những anh em nào mà xô chậu nhỏ nhỏ nhé, tầm khoảng 50m ấy, 50m đổ lại ấy, dùng ok luôn. Tại vì BBS thì sóng của nó rất là trâu. Đấy, dòng này pin bền. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1.800.000 anh em nhé. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Em ship COD toàn quốc. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.